Điều chúng tôi không làm live stream được trong cái bữa ăn của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đãi các nhà báo Quảng Cam. 10 nhà báo thì thiếu mặt mà hai nhà báo là nhà báo Lý Kiến Trúc và nhà báo Đoàn Trọng, mặc dù đã trả lời có tham dự. Vâng, về ông Lý Kiến Trúc á, thì thưa quý khán giả, chắc là quý vị biết rồi, nói một đằng làm một nẻo, và con người ông vẫn cái bản chất nó vẫn không thay đổi. Đi về bên Việt Nam á, vẫn cứ lén lén lút lút núp núp dình dình trốn ở những cái chỗ nào. Và ông Đoàn Trọng thì theo lời Minh Trần cho biết, ông Đoàn Trọng và Minh Trần mặc được quần áo là đẹp nhất trong số tất cả các anh em của chúng tôi. Tôi thì lúc nào cũng như thế này, hồi chiều cũng mặc như thế này đây, một cái áo cộc tay. Và tôi tới sớm, tôi ngồi ở trong phòng. Trong khi đó thì Đoàn Trọng bảo đi về để thay quần áo đẹp hơn, tại vì đi gặp Thứ trưởng Vũ Hồng Nam là phải mà ăn mặc nó trang trọng. Rốt cuộc ông về thì cái đường của ông Nguyễn Giáp bị chặn được. Tất cả các nguyên thủ quốc gia và các phái đoàn ngoại quốc ngày hôm nay dồn dập từ buổi sáng cho tới buổi tối, những chuyến bay dồn dập vào thành phố Đà Nẵng và khiến cho đường bị tắc. Con đường mà từ sân bay Đà Nẵng mới đi vào bên biển này á, tức là đi qua Mỹ Khê là phải đi qua cái cầu Rồng. Mà khi đi qua cầu Rồng á, thì chiều hôm nay là cầu Rồng cũng bị chặn. Và tất cả những xe, kể cả xe của chúng tôi đang đi, xe buýt chở như báo chí và các phái đoàn á, mang chữ APEC vẫn cũng bị chặn luôn, không được vào. Nếu không có xe cảnh sát giao thông dẫn đường, chỉ có xe cảnh sát giao thông, đấy là một cái biện pháp an ninh rất là chặt chẽ và rất là hay. Là lý do là họ sợ rằng có những cái chiếc xe mà bị quên. Anh nghe chị em cho biết là có nghe rõ mà và chúng tôi sẽ làm một cái lá thư chính thức. Trong lúc chúng tôi ăn, chúng tôi có đề nghị với lại Thứ trưởng Vũ Hồng Nam là nâng cái bộ Ủy ban người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài này lên cấp bộ. Thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói rằng không có đủ nhân lực để làm. Vâng, thưa Thứ trưởng, đó là lý do mà chúng tôi đề nghị, tại vì cái Ủy ban người Việt nó ít quá. Khi mở ra cấp bộ thì là mình sẽ phải tăng cường thêm nhân số và phụ trách luôn. Thì cái bộ mình có thể là có những ngành đấy. Trong cái ngành đó thì phụ trách mảng Âu Châu, phụ trách mảng Á Châu, thì phụ trách mảng Mỹ Châu, thì phụ trách hàng bảng mảng Úc Châu. Bởi vì theo lời trình bày của Bộ Thứ trưởng hiện tại cho biết là nhà nước Việt Nam đã có một liên hệ tới 100 nước Việt Kiều ở trên toàn thế giới. Mà một cái ủy ban như vậy thì quá nhỏ. Thì Thứ trưởng bảo chúng tôi sẽ đề xuất lên chính phủ cái đề nghị của các anh, của anh Nguyễn Phú Hùng. Trong phần nói chuyện thì Thứ trưởng giới thiệu tôi đầu tiên và ghi nhận bác Nguyễn Phú Hùng là một nhà báo tiên phong và trong cái công cuộc hòa hợp hòa giải trong nghị quyết 36 của nhà nước. Và đây là lần đầu tiên mà có 10 nhà báo đi về cùng một lượt, trong đó có hai tờ báo mà chúng ta vẫn thường có thành kiến, đó là tờ SBTN và tờ báo Người Việt. Và họ đã xác nhận họ không bị làm khó dễ gì hết. Anh Vũ Nhân giờ phút cuối cùng mới xin được giấy phép, mới xin đi. Hình như là ngày hôm đó là ngày 29 tháng 10. Thì chính Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, sau khi được anh em trong cái Ủy ban Người Việt báo cáo đây là anh Vũ Nhân đã bị từ chối,
tại vì ban tổ chức APEC đã từ chối anh Vũ Nhân, tại vì ngày 25 là khóa sổ mà. Thì anh thì thứ trưởng Vũ Hồng Nam với tư cách là một người đồng tổ chức, nằm trong cái ban tổ chức của APEC, đã can thiệp để cho anh Vũ Nhân được đi, mà được đi anh lại có hộ chiếu, chưa bao giờ đi Việt Nam này, anh chưa có hộ chiếu, thành anh phải chờ lấy làm cái giấy hộ chiếu, anh tới trễ là lý do như vậy. Nhưng nhờ anh tới trễ đó anh mới làm được cái phóng sự ở bên Nhật, anh quá cảnh bên Nhật để anh mới vào trong Việt Nam. Thì ngày anh Vũ Nhân cho biết là ngày mai SVTN sẽ có đầy đủ phóng sự của Tổng thống Donald Trump tại Nhật Bản, duy nhất của các truyền thông hải ngoại. Thì xin được giới thiệu quý khán giả, và nếu mà quý vị bị chặn không vào được SVTN thì chúng tôi sẽ vào trong đó để đưa cái đó lên cho tất cả mọi người được để xem. Quan Tre thì rất là nói chuyện, rất là dễ thương. Thì trong cái buổi nói chuyện đó đó, mới đầu thì là Thứ trưởng Vũ Hồng Nam gửi ngỏ lời, ông nói khoảng chừng 15 phút, nói về tất cả diễn tiến của hội nghị, tất cả những cái chi tiết thì chúng tôi đã sâu vào trong máy và chúng tôi sẽ phát. Và sau đó thì phần chúng tôi đứng lại đáp từ, thì tôi xin phép được thay mặt tất cả anh em nhà báo ở Quận Cam nói riêng và nhà báo ở nước Mỹ về, thì có một người từ Chicago, thì anh tự nhiên quên mất tên, anh cũng lớn tuổi, anh bảo hân hạnh quá nghe tên cái là anh Nguyễn Phương Hùng, rất lâu bữa nay được cái là trực diện bắt tay với anh, rất là hãnh diện cho chúng tôi. Thì tôi xin phép được thay mặt tất cả anh em với tư cách là một nhà báo lão thành, cũng như là tư cách là người đã đi về Việt Nam rất nhiều lần, lần này là thứ 18, xin được cảm ơn trước hết là Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã tạo những điều kiện thuận tiện để cho anh em báo chí chúng tôi được giấy phép về đây tác nghiệp. Rộng hơn nữa thì chúng tôi xin cảm ơn các lãnh đạo nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng, cũng như tất cả mọi người trong chính phủ Việt Nam đã tổ chức thành công và hoành tráng cho cái APEC 2017. Mà trước khi từ ở bên Mỹ về đây, chúng tôi không nghĩ rằng là cái tổ chức quý vị quá quy mô và quá cái là gọi là hoành tráng như vậy, đặc biệt là cái trung tâm báo chí là một cái sự hãnh diện. Chúng tôi nghĩ rằng nếu là người Việt Nam thì phải hãnh diện những cái gì mà APEC đang làm. Chúng tôi chưa nói tới kết quả của APEC là sao, nhưng mà trong mấy ngày qua chúng tôi đã thấy rằng kết quả của APEC diễn tiến rất là thuận lợi. Buổi trưa thì trước đó thì lúc 3 giờ Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tường trình và những cái thành quả và cho biết rằng có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, thì tất cả các thành viên sẽ tiếp tục sau khi chấm dứt APEC sẽ trở về và đưa ra những cái đề xuất để cho mọi người xác nhận với nhau, đồng ý với nhau vào một cái mẫu số chung. Nhưng mà chắc chắn là sẽ giải quyết rất là tốt đẹp, và bởi vì mọi người rất là phấn khởi với cái sự thành quả đạt được ngày hôm nay. Nước kế tiếp năm 2018 ấy, sẽ tổ chức APEC là Tân Guinea nhỉ? Thì nước đó sẽ đứng ra tổ chức, đa số những người ở đây thì là da đen, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái đầu óc siêu việt của những nhà lãnh đạo Việt Nam trong cái APEC này, tôi nói rằng trước khi ở Mỹ qua đây chúng tôi không nghĩ. Phải nói về hình thức thôi, chỉ cái hình thức một cái ví dụ nhỏ, tôi có rất nhiều ví dụ nhưng tôi lấy một cái ví dụ nhất nhỏ, đó là cái coffee break. Từ sáng cho tới chiều, bất cứ lúc nào quý vị muốn
đi vào đó để ăn một miếng bánh ngọt, một miếng trái cây, hay uống một ly sữa Vinamilk, hoặc là ăn một cái sữa chua, trái cây, ê hề, bánh ngọt, đủ, đủ thứ hết, lúc nào cũng có hết. Ở bên Mỹ chúng tôi có đi học cũng có, nhưng mà rất là ít. Họ chỉ này, cái ví dụ như là cái giờ break của họ, tức là giờ nghỉ đấy, ra một cái ăn trong là hết, dẹp hết, chứ không phải là ở đây ăn từ sáng đến tới chiều. Thì quý vị nào mà bận quá không kịp ăn cơm tối đó, thì quý vị có thể ăn ở đó luôn, ăn những cái món ăn nó cũng đủ no rồi. Và trong cái buổi nói chuyện mà ngồi thì đàm đạo nói qua nói lại, tôi có hỏi Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, tôi có một câu hỏi mà hồi chiều tôi giơ tay lên mà không được bà Lê Thị Thu Hằng chỉ định. Có thể rằng thời gian quá ngắn mà phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng không muốn mang tiếng rằng mình có nhiều cảm tình với lại KBC hải ngoại. Tại vì hôm trước tôi đặt hai câu hỏi rồi, và tất cả mọi người đều là khen hay, và hầu như các báo nào cũng viết về hai câu hỏi đó. Đó là cái câu hỏi về cái TPP và câu hỏi về cái đánh giá cái sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Việt Nam tới 2 ngày rưỡi trong cái hành trình 13 ngày mà đi qua nhiều quốc gia, 6 quốc gia, thì ông đã dành cho Việt Nam mình tới 2 ngày rưỡi. Thì có đó là một cái dấu hiệu, một tín hiệu rất là đẹp, rất tốt đẹp. Thì trong cái TPP tôi có hỏi rằng có thể rằng Tổng thống Donald Trump sẽ quay trở lại cái TPP. Thì thành ra hôm nay tôi giơ tay thì không được gọi, nhưng 4 người khác được, mỗi lần chỉ có 4 người. Thì cái câu hỏi của tôi chia hỏi lại hỏi Thứ trưởng Vũ Hồng Nam là cái sự khác biệt giữa APEC và TPP như thế nào, tại vì cả hai tổ chức này đều có nhắm vào mục đích phát triển kinh tế của các quốc gia trong vùng. Nhưng APEC thì tới 21 thành viên và TPP thì chỉ có 11 thành viên, mà trong 11 thành viên của TPP đó cũng có những thành viên nằm trong APEC, thì nó có một cái sự conflict interest, tức là cái sự va chạm quyền lợi lẫn nhau hay không. Thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã trả lời rất hay, ông nói là không, tại vì cái Asia đã nhắm mục đích vào phát triển kinh tế thương mại giữa các quốc gia trong vùng, và cái tổng sản lượng của APEC chiếm đến 39% trên tổng sản lượng của quốc tế của thế giới. Để quý vị thấy rằng là cái châu Á mình 39 gần 40% rồi. Coi như là cái một con số rất là lớn, và trong tương lai nó sẽ phát triển rất nhiều. Còn cái TPP thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nó ở một cái mức độ cao cấp hơn. Mức độ cao cấp hơn là sao? Là nó nhắm vào cái những cái hàng đã được giữa các quốc gia với nhau, nhưng mà sẽ bỏ thuế, miễn thuế luôn những cái hàng nhập nội, để cho thì thí dụ như Việt Nam đưa hàng qua bên Nhật Bản thì cái món hàng đó không bị đánh thuế, và khi bị không bị đánh thuế là chúng ta có thể bán cái món hàng đó rẻ hơn. Nhưng cái món hàng cùng loại với nhau, thí dụ chỗ mây mà cái nước đó không nằm trong TPP đó, thì đương nhiên nó rõ mây của nước các nước khác nó sẽ đắt hơn của Việt Nam, là bởi vì họ phải đánh thuế, và khi họ đánh thuế thì họ phải tăng cái giá bán ra đấy, giá bán sỉ và kể giá bán lẻ luôn. Thì khi mà đã giá bán lẻ mà đã tăng lên rồi đó thì là giới tiêu thụ sẽ phải trả cái số tiền cao hơn. Thì ngược lại hàng của Việt Nam nằm trong TPP được miễn thuế thì đương nhiên cái giá hàng nó bán ra ngoài cho giới tiêu thụ nó rẻ hơn. Thì trả lời Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đó nó sẽ giúp cho cái kinh tế phát triển nhanh và mạnh, bán được đâu cái số lượng nhiều hơn là cái mà ước muốn mà nếu mà chúng ta không có TPP.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam không khẳng định rằng là Hoa Kỳ sẽ đi vào trong cái TPP. Riêng tôi trả lời Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, tôi tin chắc rằng ông Donald Trump sẽ trở lại. Bởi vì ông là người luôn luôn đặt cái quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của quốc gia lên, thành ra trước sau thì ông cũng sẽ trở vào. Chỉ có một điều là ông không muốn bị mang tiếng rằng là tiếp tục con đường của Obama. Thế nên ông mới nói rằng là cái phương thức gia nhập TPP của ông Obama làm không có được thích hợp với hoàn cảnh ở nước Mỹ nên ông rút ra. Và chúng ta biết con người bản tính của ông Donald Trump là như thế nào. Thành ra tôi nghĩ là sẽ là một cái dấu chỉ tốt. Điều thứ hai, một cái vấn đề này nữa, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam có nói với chúng tôi là nên lập một cái hội ký giả. Tôi bảo chúng tôi có rồi. Hồi xưa Việt Weekly chúng tôi đã lập một cái hội ký giả và tôi là tổng thư ký và hội ký giả vẫn còn. Vẫn còn mã số, vẫn còn số đăng ký của California, của quan cán. Thì tuy nhiên là cái vấn đề khó khăn của chúng tôi đây là anh em không dám gia nhập. Và khổ nỗi nữa là các nhà báo hải ngoại, là mỗi một ông nhà báo hải ngoại là một ông trời con. Không ông nào giống ông nào hết. Thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ở đấy thì là nhiệm vụ anh hùng đấy, anh hùng anh cố gắng làm sao để anh kết nối được. Thì điều đó rất hay. Tôi bảo rằng tôi sẽ về kỳ này và tôi sẽ liên lạc với một số anh em báo chí thì coi mình sẽ làm được cái gì. Thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam có đề nghị một cái đề xuất sẽ tổ chức một chuyến đi hàng năm cho các nhà báo ở nước ngoài về Việt Nam. Vấn đề đó thì chúng tôi sẽ phải tự túc vé máy bay từ ở nơi cư ngụ đi về Việt Nam. Nhưng mà theo Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, ông sẽ cố gắng tìm những nhà tài trợ để tài trợ những vé máy bay cho các nhà báo. Và bên thời gian phương tiện ở tại Việt Nam, ăn uống ở ngủ xe thì đều do nhà nước tài trợ hết. Tôi mới hỏi là điều kiện, không phải anh Vũ Hoàng Lân hỏi nội dung và điều kiện. Thì Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói rằng nội dung là chỉ mời các anh đi thăm tất cả danh lam thắng cảnh. Có thể chúng ta đi 10 ngày, ví dụ như là một chuyến kiểm tra, chỉ dành riêng cho anh em báo chí đó. Hay là một chuyến tham quan từ ngoài Bắc vào miền Trung. Năm sau là một chuyến tham quan từ miền Trung đi vào miền Nam hay là đi Tây Nguyên. Cứ lần lượt như vậy mỗi năm. Ví dụ như là chúng tôi đi vào Quy Nhơn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ nghỉ tại Quy Nhơn và ban tổ chức sẽ hướng dẫn đi tới cái chỗ mà đài tưởng niệm của quân đội Đại Hàn và những cái địa điểm lịch sử như là Chu Lai, Vũng Rô hoặc là Mỹ Lai. Mục đích là Thứ trưởng là muốn để cho các báo chí thông tin ra bên nước ngoài. Và lẽ dĩ nhiên Thứ trưởng nói rằng không đặt vấn đề chính trị trong này, không có Việt Nam Cộng Hòa và không có cái gì ở trong này hết. Quý vị về, quý vị đừng nói xấu đất nước, quý vị nhìn thấy những cái gì thay đổi, quý vị cứ việc nhiên, quý vị nhìn thấy, nhưng mà đừng có trở lại bên kia trong nói xấu đất nước. Thì tôi mới hỏi rằng á, bất cứ tờ báo nào, thì Thứ trưởng đồng ý, bất cứ một tờ báo nào, anh cứ mời dùng cho tôi, bất cứ nhà báo nào cũng chúng tôi đều chấp nhận hết. Những nhà báo bây giờ đang chống cộng ở bên Mỹ mà muốn về trong cái chuyến đi cả các anh, thì tôi hỏi là thời gian nào, thì Thứ trưởng bảo tùy theo các anh quyết định. Thì tôi đề nghị là tháng 7 năm 2018. Hỏi các anh em thì Vũ Hoàng Lân nói là sẵn sàng đi,
Còn bên người Việt thì sẽ về về trình với lại ban quản trị trước. Còn thời gian địa điểm thì nếu mà có thì cứ việc đi. Bên anh Vũ Nhân của FPTN tán thành rất là hay, ý kiến rất là hay. À, thì đó thì có một cái nội dung là chúng ta đi làm những phóng sự về quê hương và trở lại bên kia để giới thiệu những cái sản phẩm nói về quê hương đất nước và nói về lịch sử. Thí dụ như là chúng ta tới Điện Biên Phủ nói về cuộc đánh ở Điện Biên Phủ, chúng ta đi tới đâu á thì ban tổ chức sẽ có người thuyết minh, không phải giống như là KBG hải ngoại là cứ ù cập cạp để đi tới đâu, nhiều khi đó chúng tôi phải tự tìm hiểu lấy hoặc là đi về xong rồi về tìm báo tìm sách để mới nói là để viết. Thì chúng tôi nghĩ là điều đó là hay. Chúng ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh ở miền Bắc. Và bây giờ là ngay Đà Nẵng là quê hương của tôi, quê hương thứ nhì. Tôi gọi là tại vì miền Bắc là quê hương thứ nhất mà là chúng tôi chỉ ở có 8 năm. Thế thì vào Đà Nẵng tôi ở với 8 tuổi là di cư vào trong Nam. Suốt thời gian trung học của tôi là lớp 6 là tôi học Chu Văn An. Lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 là tôi học Phan Chu Trinh. Thì tất cả những kiến thức và sở học của tôi có phải là ở từ trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng ra không? Là chưa đúng. Lớp cuối cùng lớp 12 là trường Quốc học. Và tôi ghi danh đi học vào trong thi vào kỹ sư Phú Thọ. Nặng nỗi lúc đó chỉ có nào chỉ họ chỉ lấy 50 người, 25 người dành cho thành phố Sài Gòn Chợ Lớn và Gia Định, còn 25 người dành cho các tỉnh, mỗi tỉnh chỉ được có một người. Thì làm sao tới phiên mình, con ông cháu cha đầy giấy thì tôi ghi danh vào trường học toán lý hóa, tại vì tôi là ban B đang học nửa chừng đi vào trong Sài Gòn thì đi chơi chơi quên mang giấy tờ bị bắt đưa vào quan trung, ông già lãnh gia, lãnh gia tôi bảo thôi cậu trước sau cũng phải đi, đi thì thôi để cho con đi đi sớm, để một là rửa lon, hai là rửa chân lên bàn thờ ngồi, con người tất cả là đều có số mạng. Thành ra tôi đồng ý với lại Thứ trưởng Vũ Hoàng Năm là chúng ta mời tất cả mọi người về cũng giống như kỳ này đây. Thì tôi mới nói là tôi bảo rằng á, cái vụ APEC này đó nên để cho họ về để mình thăm dò để coi cái phản ứng của họ như nào. Đối lúc nói tốt ngay trong cái video đầu tiên, Đoàn Trọng nói tốt. Tôi chưa thấy video của FPTN, tại bữa nay FPTN mới tới. Lúc nãy thì tôi thấy anh Vũ Nhân thì đang làm tác nghiệp phỏng vấn Đỗ Dũng ở trong hội trường. Thì tôi nghĩ rằng điều đó là mình một hình thức mà chúng ta cái là truyền tải quê hương, mà nếu mà là những cái đài mà gọi là lệ phải của bên cộng đồng thì tôi nói là tôi sẽ về. Tôi mời người Việt, tôi mời Việt Báo, tôi mời Viễn Đông, tôi mời báo trẻ, tôi mời báo của Trung Đỗ. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam bảo anh nên rút anh em Việt Weekly để tái hoạt động. Tôi bảo chính nội bộ của các anh em đó nó đánh nhau này. Ông Lê Vũ làm một cái YouTube riêng và ông Achatara là một cái vua YouTube riêng. Còn những cái chuyện tư nhân của James Du với lại Mimi này thì tôi cũng không muốn nói tới. Achatara có muốn đi tham dự APEC kỳ này nhưng mà không được chấp thuận. Có lẽ vì tại vì Việt nó không còn tiếng. Đó là những cái diễn tiến trong buổi chiều ngày hôm nay, trong cái bữa cơm chúng tôi vừa ăn vừa đàm đạo. Nhưng mà trước thưa quý khán giả, tôi đi tới sớm rất sớm thì tôi ra vào một cái phòng ở bên dưới, là cái phòng đó dự trù là cái thứ trưởng Vũ Hồng Nam
gọi là tọa đàm với lại các nhà báo. Thì tôi ngồi tới sớm thì ghế có đó nhưng tôi không ngồi ghế, tôi ngồi dưới sàn, tôi dựa lưng vào trong tường và tôi coi Facebook. Lúc Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tới thì tôi bật đứng dậy chào bắt tay. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói: anh Hùng, đúng là cái nhà báo nước ngoài thật. Thế là chúng tôi làm báo bên Mỹ đi đâu ngồi xổm hay là ngồi gọi trên lối ngồi bệt dưới đất, các nhà báo Mỹ ở đây họ tới là họ ngồi bệt dưới đất, trong khi đang là cái hội trường của mình có đầy đủ ghế ngồi, có cả laptop, có cả máy nghe. Nhưng mà cái lối làm cái tác phong của phóng viên người Mỹ đi dưới đâu là ngồi bệt trên cao viết có việc thì đứng dậy chạy. Cái kiểu Vũ Hồng Nam và anh Hùng đúng là cái tác phong của báo nhà báo nước ngoài. Thì lúc đó thì tôi nói là về rồi, có anh em bây giờ chưa ai tới hết, tôi mới chỉ được phép là hậu chuyện với lại thứ trưởng trước. Thế là chúng tôi kể chuyện rất nhiều chuyện, từ chuyện cái tượng đài Trần Hưng Đạo thiếu tiền xin một sen cho tới những cái chuyện mà bây giờ 4 năm nay không có biểu tình, đến chuyện là Trung Quốc sắp sửa mua cả cái Garden Grove của ông Bùi Chế Pháp, nhiều chuyện lắm. Những chuyện gì chúng tôi nói ở trên KBC Hải Ngoại này, ở trên Facebook này, là bữa nay chúng tôi nói chuyện với Thứ trưởng Vũ Hồng Nam. Thế xong rồi cái thì tới khoảng thời gian thì chúng tôi lên cái phòng ăn. Thì lên phòng ăn thì anh em mà thấy tôi đi với chung với Thứ trưởng lại cũng lại ngạc nhiên, một sự hiểu lầm rất lớn. Mong rằng anh em báo chí không nghĩ là Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp riêng tôi, tại vì tôi sợ kẹt xe tắt đường giống như bây giờ Đoàn Trọng nó không vào được. Vũ Hoàng Lân với lại ông Hóa thì phải chạy Vũ Hoàng Lân bảo 2 km, chạy bộ 2 km thôi, tại vì nó chặn đường. Tôi tới sớm thì xong rồi ngồi để nói chuyện thôi, thì thứ trưởng tính là để đảm đạo tất cả các anh em nhưng mà không có ai hết. Thế là khi mà tới bắt đầu giờ ăn thì Lân với lại Kevin còn Hóa chưa tới nữa, mới chỉ có tôi, David Minh Trần rồi Đỗ Dũng với lại Đỗ Tài Thắng, cho vô chúng tôi quên mất tên. Và nhờ vậy thì giờ đôi khi mình khi sớm mình cũng có cái lợi, có thì giờ để nói chuyện, tại vì bây giờ ông chúng tôi đã có hứa xin một cái buổi phỏng vấn riêng với Thứ trưởng Vũ Hồng Nam. Và nhưng mà tôi những cái câu hỏi của chúng tôi đó thì hầu như là trong cái APEC này đã trả lời hết rồi. Nhất thứ hai, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam là người rất mạnh, tại vì ông ăn với chúng tôi xong là 8 giờ ông lại phải đi cho một cái bữa ăn khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái chức vụ mà đồng trưởng ban tổ chức cho cái APEC, ông đã dành 1 giờ, Thứ trưởng đã dành 1 giờ để cho tiếp các đoàn nhà báo hải ngoại, là một cái là nói lên cái quan tâm của Ủy ban người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài đối với lại cộng đồng người Việt. Và Thứ trưởng hy vọng rằng là tất cả nhà báo khi mà về trở lại bên nước ngoài nên có những cái vô tư. Vấn đề truyền thông 2 chiều là cái chuyện rất là bình thường trong xã hội ngày nay, nhưng mà mình nên có một cái vô tư là không quá thiên vị bên này và không thiên vị bên kia. Đó là lời của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam.